Giữa tin đồn chia tay, cặp đôi Huỳnh Anh, Hoàng Oanh bất ngờ xuất hiện thân mật cùng nhau tại một sự kiện vào ngày 7 tháng 6. Sau khoảng thời gian dài từ chối trả lời báo giới, chiều 8 tháng 6, Huỳnh Anh đã có cuộc trao đổi với báo Thanh Niên xác nhận chuyện chia tay với Á hậu Hoàng Oanh. Từ khi mà chia tay đến giờ thì đây là lần đầu tiên mà hai đứa nhận chung một đi chung một cái sự kiện. Thực ra thì người ta mời riêng từng người, nhưng mà anh biết là Oanh có đến sự kiện đấy thì không thể nào mà đến chung một cái sự kiện mà cả hai né mặt nhau như kiểu chưa từng quen biết được. Dù gì thì khi mà anh với Oanh chia tay thì khi mà Huỳnh Anh với Oanh chia tay thì cả hai nói chuyện với nhau rất là rõ ràng, và hai người là bạn, và cái chuyện này nó rất là nhỏ thôi, chuyện ban đầu rất là nhỏ. Huỳnh Anh cũng không ngờ, rất là bất ngờ khi mà truyền thông rồi là rất là nhiều người quan tâm đến việc này, và cái chuyện nó lại trở nên lớn như bây giờ. Có rất là nhiều báo viết như vậy, và Huỳnh Anh phải đính chính lại, nhấn mạnh là thứ nhất là trong cái chuyện tình cảm của Huỳnh Anh, chia tay hai đứa, Huỳnh Anh và Oanh chia tay không có người thứ ba, không có bất kỳ một người thứ ba nào xen vào một quan hệ này cả. Và cho đến tận thời điểm bây giờ, khi mà chia tay nhau rồi, cả Huỳnh Anh cả Oanh vẫn không có ai là người thứ ba xen vào về mối quan hệ này hết. Và cái lý do mà hai người chia tay ấy thì như Huỳnh Anh cũng đã trả lời rồi, là vì thứ nhất là tính cách của hai người cũng không hợp, với cả mỗi người có một con đường riêng, mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng. Và sau khi mà nói chuyện với nhau rõ ràng rồi thì người này tôn trọng cái ý kiến của người kia, tôn trọng cái quyết định của người kia, và đã kết quả như bây giờ. Khoảng thời gian sau khi chia tay ấy, khó khăn đối với bất kỳ ai cũng khó khăn. Nó là cả một quãng thời gian mà cảm thấy là cô đơn, cảm thấy là nó trống trải. Bản thân mỗi người phải trải qua rất là nhiều các cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những lúc mà không thể mà kìm lại nữa, có những lúc mà phải nén vào trong lòng, nhiều khi kiểu đi bộ lang thang khắp phố rồi toàn lái xe một mình, rồi đi xem phim một mình, rồi là cũng cố gắng để vượt qua. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải tập trung vào cái việc mà mình cần làm, cái công việc của mình. Cái bài học của Huỳnh Anh là như này: khi mà chúng ta tan vỡ thì cái điều quan trọng đầu tiên là phải đừng để mình, bản thân mình bị sụp đổ niềm tin, hoặc là đừng để bản thân mình bị tổn thương, đừng để cho mình bị tổn thương bởi bất kỳ một cái gì ảnh hưởng, thứ nhất đến tinh thần của mình và ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp của mình, những cái ước mơ của mình, cái việc mà mình cần làm. Đừng quên điều đấy. Mình anh cũng hết cái tuổi để mà có thể thử sức nữa rồi. Bây giờ là mình biết được là mình muốn gì, mình phải tập trung vào cái điều đấy rồi. Cái việc diễn xuất của mình thì mình vẫn phải duy trì ha. Nó bổ trợ cho công việc đạo diễn của Huỳnh Anh thì cho tương lai khi mà mình có một cái nền tảng để diễn xuất rồi, thì khi đấy mình sẽ dễ dàng để mà mình làm việc với diễn viên hơn, để mình hiểu họ.